Vâng, chào các bạn. Thì dạo gần đây xu thế du lịch thiên nhiên cũng khá là phát triển. Và ngoài camping ra thì các cái tour trekking cũng rất là nhiều. Và ngày hôm nay mình có đăng ký tham gia một cái tour trekking đi Tam Đảo. Và bây giờ tầm khoảng 6:30, bọn mình đang tập trung ở chân cầu Nhật Tân để chuẩn bị đi chuyển đi Tam Đảo. Hôm nay thời tiết thì buổi sáng thì hơi mưa nhỏ. Mình mong là ngày hôm nay sẽ không có mưa. Và sau khoảng hơn 2 tiếng di chuyển, mình đang có mặt ở cái điểm xuất phát để vượt trekking. Và tại sao đi lâu như thế? Vì trên quãng đường di chuyển thì mình gặp cơn mưa. Và mình quyết định là dừng lại để ăn sáng và nghỉ chân và chờ mưa ngớt khoảng 40 phút. Thì bây giờ mình bắt đầu di chuyển đến điểm trekking đầu tiên này. Ngày hôm nay thì thời tiết vẫn còn một chút mưa phùn nên đường cũng khá là trơn. Trơn nhá. Đấy này, bên này cho dễ này. Không cứ lội xuống nữa. Dễ còn gì. Và quãng đường ngày hôm nay bọn mình di chuyển sẽ khoảng 4 km, sẽ mất khoảng 2 tiếng. Thì quãng đường này sẽ được xếp hạng vào cấp độ 2 ở trong cấp độ trekking. Giải thích cho các bạn nào chưa biết về cấp độ trekking thì trong trekking chia ra làm 5 cấp độ. Cấp độ 1 là cấp độ nhập môn, là đường khá là bằng phẳng và chỉ đi qua rừng. Còn đây là cấp độ 2, cấp độ cơ bản. Cấp độ cơ bản thì đường sẽ là đường dốc. Còn cấp độ 3 là cấp độ lưng cao, quãng đường dài và dốc. Còn cấp độ 4 là cấp độ thử thách, thì quãng đường dài và rất nhiều địa hình. Còn cấp độ 5 là cấp độ khó. Cấp độ 5 thì quãng đường dài và rất là nhiều gành đá, rất là khó đi. Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ đi ở trekking cấp độ 2 thôi. Từ cấp độ 2 nhưng mà hôm nay trời mưa nên là quãng đường mình càng khó khăn hơn. Và trong chuyến đi thế này thì mình có nhiều thời gian để có thể suy nghĩ về cuộc sống của bản thân. Vì khi ở nhà thì trong đầu mình có nhiều suy nghĩ bận tâm khác. Còn ở đây thì không có tiếng người yêu chửi, vợ chửi, khách hàng chửi. Chỉ còn có thiên nhiên và động vật thôi. Và ở đoạn đường này thì cũng khá là khó, khi chúng ta phải bước qua rất nhiều cái cửa đá. Và khi trời mưa như thế này thì rất dễ bị trơn trượt. Đây, mình thử cho các bạn coi. Các vị trí đứng như này mà chúng ta không chắc chân là rất dễ bị trượt các bạn nhé. Và sau khoảng 1 giờ đi bộ trekking thì mình thấy khá là mệt rồi đấy. Mồ hôi đầm đìa rồi. Và càng đi thì đường càng khó hơn. Phía sau thì đường toàn dốc các bạn ạ. Ở đây có thể nghe tiếng suối rồi. Đoạn này thì bọn mình bắt đầu gọi là chui qua rừng trúc vậy. Đường nó khá là nhỏ nên phải cúi người đi. Đường này rất trơn nữa các bạn ạ.
Đấy. Đường rất là chéo xuống dưới này. À, cái điểm này là cái điểm bắt đầu đi sang bên tắc 75 đây. Đoạn đường đá này rất là dễ trượt. Bạn nghĩ đờ bạn cũng trước. Bạn có thể quăng dây để chúng ta bám vào đi sang cho an toàn hơn. Bây giờ mọi người bắt đầu trèo lên trên này để lên được cái tắc 75. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đúng dây thừng này để leo lên trên tắc 75 đây. Và mình sẽ cầm camera để leo lên nên là tôi rung lắc một tí, các bạn thông cảm nhé. Cần hút cho ông anh ơi. Không cần đâu, anh leo được. Chân đất trơn hơn đấy, chân đất trơn hơn đấy, chân cày. À, và hiện tại mình đã đến được cái chân thác 75 rồi đúng không các bạn? À, ở đây không khí... Ôi! Bạn gái ở trong đoàn của mình được chụp chân các bạn. Đấy. Đường này rất trơn. Cái mỏm đá này thì vô nhưng mà trơn lắm. Có sao không em? Ở đây là ở trên thác mình xuống đấy. Mình nghĩ đi bộ là cách tốt nhất để chúng ta có thể gắn kết với mọi thứ xung quanh. Và trong chuyến đi như thế này thì mình cảm thấy rất là thoải mái vì mình có nhiều thời gian ở đây hơn. Tại sao mình nói như vậy? Vì trong chuyến đi như thế này ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy thời gian như đã chậm lại. Một ngày nó không chỉ kéo dài 24 giờ nữa mà chúng ta sẽ cảm giác nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Và khi cuộc sống chậm lại thì chúng ta sẽ cảm thấy là thời gian rất là quý giá. Và trong những chuyến đi hòa mình với thiên nhiên thế này thì nó cho ta cảm giác cũng như vậy. Và sau khi ăn trưa xong thì trời cũng đã hửng nắng hơn rất là nhiều. Đây chỉ là một phần của con thác 75 này thôi. Và chúng ta có thể đi tiếp tục lên trên các đỉnh khác nữa bằng con đường phía sau này. Nhưng mà ngày hôm nay thời tiết vì buổi sáng có mưa nên là đường rất là trơn và ẩm. Nên là mình sẽ hẹn lần tới để quay lại. Nên nếu tiếp tục đi thì cảm giác là sẽ hơi nguy hiểm. Và thứ hai là buổi sáng mình đã dầm mưa rồi. Nên bây giờ cảm giác cũng khá là mệt. Nên bọn mình sẽ quyết định là chơi ở đây thôi. Và chơi thêm một đát nữa thì mình sẽ quyết định quay về. Và giờ mình bắt đầu hành trình đi về. Và lần này khi vòng lại mình sẽ chọn một con đường khác để đi xuống bên dưới, không đi giống con đường cũ nữa. Đường này nghe vẻ khó hơn. Và bây giờ mình đang đi xuống. Thật sự là đi xuống thì khó hơn vượt lên rất là nhiều. Thank you.
và trên đường xuống thì mình có đi qua một cái thác bên dưới. Cái này thì đẹp hơn và rộng hơn. Một cái đường đi khó khăn nhiều lẫy các bạn ạ. Mọi người đang cố ở lại chơi thêm một lát nữa. Ơi đẹp hơn trên kia đấy. Không mạnh đâu. Sau khi chơi xong thì mọi người bắt đầu đi xuống dưới thác nữa, đi về. Càng xuống thì đường càng khó hơn các bạn ạ. Mà khi nãy đoạn đường nó khá là khó và phải lội nước nên là mình sẽ không dùng được máy quay. Và bây giờ mình tiếp tục phải dùng điện thoại để quay các bạn xem. Vẫn là hành trình gọi là vượt thác để đi xuống. Thì nãy vượt cái thác này đi xuống, bây giờ lại xuống một cái thác nữa. Hai tay, một tay cầm điện thoại, một tay cầm giày, cái bám vào đâu. Cũng may ở đây nó không trơn lắm, để thuận lợi để đi qua rồi. Cuối cùng thì mình đã đến được cái điểm là đường mòn. Đến đây thì đường nó cũng sẽ đi hơn rồi. Tức là khoảng 15-20 phút nữa bọn mình sẽ về đến địa điểm tập kết thôi. Và cuối cùng bọn mình đã kết thúc suốt hành trình. Thì suốt quá hành trình này mình thấy là nó cũng không phù hợp lắm với những người nào mà lần đầu tiên đi. Thật sự là hơi khó. Nếu mà các bạn lần đầu tiên đi thì lên bảo các bạn leader dẫn về cái đường cũ, đường đầu tiên đi vào ấy. Chứ cái đường đi ra thì nghe có vẻ là sẽ hơi khó cho nhiều bạn gái. Dù bạn gái bên đoàn mình bình thường đi vẫn rất là ngon lành. Nhưng mà đấy là một lời khuyên cho những bạn nào mà chưa đi bao giờ thì có thể là sẽ bị ngợp. Còn đâu với tổng thể về cái cung đường này mình thấy cũng khá là ok. Đoạn đường dễ có, đường khó cũng có, và có một vài đoạn đường khá thử thách. Tạm thời là như vậy đã. Bây giờ bọn mình thì phải đi về và nghỉ đã. Thì đây là bạn leader Thương. Nếu mà bạn nào có nhu cầu đi cùng này, có thể liên hệ bạn Thương rồi nhá. Nếu như anh chị mà muốn hứng thú với những hình thức du lịch trải nghiệm như này ở khu vực Tam Đảo thì có thể liên lạc với cái Facebook của em là Facebook là Thương Long, hoặc có thể gọi theo số 037 455 1689. Mình thấy là bạn Thương này còn vài cung nữa trên Tam Đảo nữa cơ. Thì có gì các bạn có thể tìm hiểu trên Facebook theo hoặc điện thoại theo các bạn đã cung cấp. Thì bây giờ thì thôi nhá, xin chào các bạn, hẹn các bạn trong những video sau. Cảm ơn mọi người.